Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món bún trộn nhé. Món này thì các bạn có thể làm cho cả nhà ăn buổi sáng, buổi trưa hay tối đều rất là dễ ăn này. Đầu tiên thì rau thì mình đã rửa sạch sẽ. Các bạn thích ăn rau thơm loại nào thì mình chuẩn bị loại đấy nhé. Và dưa chuột này, dưa chuột thì em gái mình đang sắt mỏng ra này để ăn kèm cho nó đỡ ngán này. Đấy. Nghĩa là mùa nóng như ngoài mình đang miền Bắc này, nắng 40 độ này thì rất là khó ăn cơm này. Nên là mình làm cái món này cho cả nhà ăn cho dễ ăn nhé. Thì rất là đơn giản thôi. Thì mình có thịt bằm này, thịt heo bằm. Thì bây giờ mình sẽ cho lên chảo và mình đảo để cho nó săn lại nhé. Đấy, và nó tơi ra nhé. Nó săn và nó tơi hết ra, sau đó thì mình mới cho gia vị vào nhé. Món này rất là dễ làm và rất dễ ăn luôn. Đấy. Đơn giản. Làm rất là nhanh nha các bạn. Nguyên liệu cũng cực kỳ đơn giản đây. Mình đã đảo nó tơi hết ra rồi và cạn nước rồi ấy. Thì mình sẽ cho nước mắm vào này. Tùy theo gia đình mình ăn mặn hay nhạt thì các bạn gia giảm lại gia vị nhé. Đấy, mình cho mắm vào nó thơm và sau đó thì mình nấu thì mình rất hay cho giấm vào ấy. Hoặc là các bạn có thể vắt một chút chanh vào cũng được để cho nó khử cái mùi hôi ấy, và rang thịt như vậy nó rất là thơm nhá. Mình cho một chút đường vào nhá. Đó, mình sẽ đảo đều hết lên. Đấy, đảo cho nó khô đi, sau đó thì mình có cho tôm ấy, tôm mình đã bắp rồi và mình cho thêm cái rau màu điều vào cho nó đẹp và mình đảo đều lên nhé. Cái khúc đấy thì mình quên bấm máy nên các bạn thông cảm với mình nhé. Đấy. Chỉ có cho thêm rau màu điều vào với tôm thôi. Tôm mình cho sau là bởi vì tôm nó rất là dễ thấm, mình cho sau để ăn cho nó vẫn còn có giữ được cái vị ngọt của tôm ấy. Đấy, mình đảo đều lên nhé. Đảo khi nào mà nó khô lại ấy, và dưới nó hơi cháy cạnh nhá, thì đến lúc mình mới tắt bếp để ăn nó rất là thơm này. Món này thì ai cũng làm được, rất là dễ làm. Các bạn không có dầu màu điều thì cho nước hàng vào cũng được, hoặc không cũng đều được nhé. Cho màu vào thì nó đẹp. Mình xong rồi mình tắt hết bếp đi thì mình mới rắc một chút tiêu lên trên cho nó thơm nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ đi trụng bún cho bạn xem nhé. Cái này các bạn mà có phở khô ấy thì các bạn trụng cũng được, hoặc là bùa mì cũng được, mì tôm cũng được, phở đều được nhá, hoặc bún nhá. Đấy, sau đó thì mình sẽ vớt luôn ra này và mình cho cái này là tương đen đấy. Tương đen các bạn mua rất là dễ nhỉ, bây giờ tất cả các siêu thị đều bán này. Và một chút tương ớt nhé, các bạn ăn cay nhiều thì cho nhiều vào. Và mình sẽ cho thêm một chút xì dầu vào. Đấy, trộn rất là đơn giản và các bạn đảo đều lên. Các bạn yêu thích món này nhớ subscribe kênh, like, chia sẻ giúp mình nhé. Đây là một gợi ý để giải pháp cho các bạn ăn chống ngán ngày hè oi bức này. Hoặc là ăn buổi sáng nhẹ nhàng này, làm rất là nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ cho bày rau thơm và dưa leo lên trên. Sau đó thì mình sẽ xúc cái thịt bằm với lại tôm mình vừa rang xong ấy, mình bỏ lên là được nhá. Rất là đơn giản và nhanh đúng không ạ? Đấy, mình làm mẫu một bát cho bạn xem. Và mình làm các bát kia cho gia đình mình ăn. Rau của mình có đây là xà lách và rau húng quế. Cơm và mọi
cho nhiều hành thêm một chút và cho thêm một chút tiêu đấy, cho nó dậy mùi cho thơm. Nhưng mà bé nhà mình không thích nên là mình chỉ cho ít thôi, cho một chút hành thôi. Và mình cho ra đĩa này. Đấy, rang cơm cũng cực nhanh nhá, chỉ mấy phút là xong này. Và cái hôm nay hai món của mình giới thiệu với các bạn đều rất là nhanh và dễ ăn. Mình bày một chút rau thơm và một chút dưa leo lên trên cho nó đẹp mắt nha các bạn. Mình mời các bạn ăn với cảnh chung với cả nhà mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vừa không bố? Vừa không? Yes, you should use the spoon. I cannot use the chopstick. Cơm nữa kìa, cơm nhiều lắm nên ăn thêm. Yes, good girl. Use the spoon. Cơm ra. Good girl. So yummy. Daddy, lunch. Lunch hay sáng? Oh, it's dinner. Vừa. Let's eat dinner. Wow, it's yummy, baby. Yummy. It's so yummy. Make you full. Yes. And make you full. And make you tall. Yes. And make you tall. Daddy, make you. I see. And 10. One. Do you like it, baby? Good girl. Let me get it from you. Good girl. Mmm, it's so yummy, baby.